nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Tiara đã tổ chức thành công đêm nhạc tại Việt Nam và trở thành một trong những sao K-pop đến Việt Nam nhiều lần nhất. Trong buổi gặp gỡ với truyền thông, ban tổ chức cho biết chương trình lần này của Tiara là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 25 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. FPT Telecom trở thành đơn vị đồng hành về truyền thông của Tiara Concert in Việt Nam 2017 lần này và độc quyền phát sóng trực tiếp trên nền tảng online tại hệ thống FPT Play. Nhóm nhạc đến từ MBK Entertainment đã nhiều lần tham gia các chương trình biểu diễn và tổ chức gặp gỡ giao lưu tại Việt Nam. Từ năm 2012 đến nay, nhóm đã ghé thăm Việt Nam 5 lần.